À, sao tới tận bây giờ Mỹ vẫn chưa trả thù Việt Nam vì năm xưa thua Việt Nam anh, mày khùng, không có con nào thù dai như mày hả con? Không, cái chuyện của 50 năm đời người rồi giờ mày còn thù hả mày? Sống vậy sao khá? Sống là lúc nào trong đầu mình cũng thù hận không à? Cuộc sống nó còn gì mày? Đúng không? Phải là gì quên rồi, cái gì lập địa đầu đao, của động gì? Phóng hạ đầu đao lập địa thành Phật. Anh giải thích vì sao Việt Nam có những công trình đội giá khủng khiếp và trì trệ lâu anh. Trì trệ lâu thì có thể là do nhiều khi trong quá trình vừa làm phải vừa research mấy. Nó tìm hiểu này nọ kia ABC đồ. Rồi khi mà nó lâu vậy nó sẽ bị đổi giá em. Tại cái giá tại thời điểm mình hạch toán nó khác với giá thị trường, nó bị trượt giá đồ này nọ cái kia. Rồi giống như mày xây nhà nó cũng trượt giá vậy đó. Nếu đi du học làm việc ở bên nước ngoài một thời gian nên về Việt Nam hả anh? Mà về hay mà ở không quan trọng, miễn sao mà đóng góp cho đất nước là được. Nên chỉ có mấy trẻ trâu đó mới là nên về hay nên ở thôi. Đủ nên về hay nên ở là quyền của người ta, miễn sao đóng góp cho đất nước Việt Nam thôi chứ. Chứ còn ví dụ như mày mày tối ngày mày sắp đầu về mày làm con báo thì về làm gì? Đơn giản vậy thôi, về cũng được, đóng góp đất nước là được, còn ở bên bển cũng được nữa. Tháng gửi hai ca cho ghệ là được, 2K cho ghệ, 2K cho mẹ là ok, đẹp luôn. Lúc đó là tổ quốc ghi tên em, việc làm của em bèo bèo bằng phải 6 người xuất khẩu lao động rồi đó. Mà chưa kể mày tham gia công trình nghiên cứu gì cái nữa, trời ơi, người Việt gốc cây của động vậy, người 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 gì, người Úc gốc Việt đó, ngon liền. Ví dụ như công công trình nghiên cứu rồi gì, ví dụ như là giờ hút khí trời để tạo ra nước ngọt. Giả sử chính phủ in tiền nhưng bí mật không cho nước khác biết thì sao anh? Giờ thí dụ như mày có đứa con riêng ở ngoài mà không cho báo cho ông vợ mày biết thì đứa con đó nó có tồn tại không? Đứa con đó nó có hít oxy không? Đứa con đó nó có ăn và nó đi đi tè không? Hay nói tóm lại á thì dặn dày, nói một câu dễ hiểu, thí dụ như em có con rơi ở ngoài đó thì cái đứa nhỏ sinh ra nó có phải là con người không? Vậy thì từ đó trả lời cho câu hỏi in tiền mà giấu thì là cái tiền đó nó có hay không có? Mà khi nó có tiền bản chất là tiền không? À, cho em hỏi điện thoại Samsung F với iPhone giá không chênh lệch mấy mà xài iPhone gọi là sang vậy anh? Đương nhiên iPhone sang hơn nhiều, với mày cầm cái Samsung với cái iPhone mà chọi đến đất cơ giá nào bể. Thứ nhất là iPhone, cái thằng Samsung á là nó trùm về, ủa là sorry, iPhone đó là nó trùm về phần cứng lẫn phần mềm. Cái hệ điều hành nó cũng riêng biệt nữa, cái hệ điều hành nó là private, nó là iOS và cái hệ sinh thái nó cực kỳ đỉnh luôn. Còn Samsung mày chơi râu ông này cắp cầm bà kia thì mãi mãi là đồ cùi, giận thì chịu. Thấy không? Anh mua iPhone, anh có mua Huawei một con, Samsung một con, hai con đó anh cho từ đời nào rồi? Không đủ tầm để xài. Còn cái chuyện mà đem camera đồ ra thì thôi, cái camera ảo ke đó nói làm gì, mấy camera chụp lung la lung linh đó quăng vô Photoshop tao coi, nó không có sự trung thực. Con mập ú mà chụp ra đẹp là trung thực cái kiểu gì? Không, cái đó là góc nhìn của nít. Tất nhiên thì Samsung nó cũng phải tệ, nhưng mà so với iPhone thì thôi còn lâu, non và xanh. Ai xài gì xài kệ, anh xài iPhone, anh tin tưởng iPhone. Tại vì thấy cái vụ vụ kia ngon mà, vụ thằng trộm kia nó cầm iPhone đi FBI bó tay luôn. Thằng cướp hay gì đó không biết nữa, nó cầm cái iPhone nó điện thoại cho đồng bọn hay giống quỷ gì không biết, xong rồi FBI bắt đường đó lấy được cái iPhone luôn, mở không được cái khóa mấy em. Xong rồi kêu Apple, ê mày mở khóa cho tao đi, tao được coi nó nhắn tin gì, vô duyên đổ, vi phạm quyền cá nhân mày, chuyện đó chuyện đâu làm được. Cái đó nhưng mà mày mày sản xuất ra cái iPhone thì mày mở được chứ, tao là mở được nhưng mà tao không mở. Rồi xong rồi cái thằng kia đó, ông mày mở sao tao mở được, ai biết mày. Thằng FBI họ tức quá, nói mày mở được tao thuê hacker. Hacker tên gì quên rồi mấy em, tao thôi hacker hack cái phone này sao? Rồi tao cũng đọc được thôi, thì đó là chuyện của mày. Cái đó là bảo mật mà nếu phá được thì cổ phiếu sụt giảm luôn. Không không hẳn phá được cổ phiếu sụt giảm nha. Cái chuyện thằng hacker nó sẽ có cách nó hack, đó là chuyện đương nhiên. Nhưng mà vấn đề á là gì? Vấn đề là Apple á nó làm đúng luật. Chừng nào Apple mà làm sai luật á thì lúc đó Apple bị tuột cổ phiếu đó. Gì gặp Samsung là nhờ FBI chạy bài ads dùm, xong mở khóa rẹt liền. Nói chung á, thằng Samsung nó bị thất thua chỗ này nè, nó xài Android đúng không? Android là của Google. Nó tức là cái sản phẩm của nó ghép cái này, ghép cái nọ, ghép cái kia vô. Còn đối với anh á, cái iPhone là một cái thể thống nhất. Nó là một cái thể thống nhất, anh thích nó làm vậy. Phần cứng nó, phần mềm nó luôn. Nó AirDrop này nọ kia kiểu, nó iCloud này nọ kia các kiểu. Từ nó kết nối qua Mac, nó miết đồ này nọ, tiện. À, gì Vertu công năng thua chiếc iPhone 5S mà mấy triệu, mà mấy trăm triệu, anh Duy nghĩ bán có ảo giá không? Không, nó không phải mắc ở cái chỗ con cái phone. Nó mắc ở chỗ material. Nó phải leo lên tới Bắc Cực. Nó lấy cái bách tùng ngàn năm. Nó cưa ra, về nó ngâm với băng vĩnh cửu của Nam Cực. Nổi tiền shipping không là mắc rồi.
Được 7, 7, 49 giờ lấy ra làm vỏ. Công làm nữa chứ đâu phải vật liệu đâu anh. Mày bắt bẻ không có tầm ấy. Người ta nói vậy là hiểu rồi. Người ta nói cái đó là phải hiểu là ừ, nó mắc ở những cái rau ria cám lợn, chứ nó không mắc ở công năng điện thoại bố. 42 tuổi làm ăn thất bại tê tua, thất bại toàn tập, hên được hang bà cho mấy đất, có cái ăn ngủ tôi già. Ờ vậy vui rồi. Nói chung làm ăn mà khó nói lắm thiệt chứ. Nhiều khi mình cũng nói chung á, nhiều khi mình làm ăn á là mình cũng chí thú làm ăn thiệt. Nhưng mà một là thời chưa tới, hai là tầm chưa tới luôn. Rồi siêu nhiều khi bị bạn bè nó dụ nữa, nhiều cái đó. Trên tóc tóc con lướt thấy nhân viên quán nước đóng cửa quán sớm một phút bị chủ trừ 300k. Thì cái luật là nó không rõ ràng, không nói được. Vậy là đóng cửa sớm một phút là bị vi phạm nội quy. Rồi xong rồi trừ 300k cho nhớ hả? Ngày làm chắc được 100. Chủ quán nói vì một phút có thể ảnh hưởng tới quán, vì có thể trước một phút có khách gọi order thì sao? Thì mày nói chung là quan điểm của ông chủ cãi làm mẹ gì. Nó làm chủ nó nói sao cũng được hết á. Tập thích ra vẽ, thích thể hiện, thích dạy khôn mà nó làm cho ông chủ đó nó chịu đi. Ý kiến gì vậy? Mấy giờ đi bắt lỗi một phút. Ví dụ 5 phút đi bắt lỗi thì ok còn được, bắt lỗi một phút. Thành phố Hồ Chí Minh sắp tới xe hơi chạy đầy đường, kẹt xe oải lắm anh. Thôi mày xạo ke. Ra đường toàn xe ôm không, xạo xạo tán tay chết bà bây giờ. Anh ở Sài Gòn từ nhỏ nha, đừng có láo với anh nha mấy em. Tụi bay nhập cư vô mới ở có 2-3 năm mà gáy như đúng rồi á. Sài Gòn nào xe hơi đầy đường. Nói chuyện kiểu xạo xạo. Chiếc xe VinFast sao nhiều người hỏi về ta, thiệt nhiều khi hỏi Suzuki còn sang hơn, tùy quan điểm mỗi người em. Nhiều khi đó là cái gì thế của truyền thông thôi. Chứ trên đời này đâu phải là cái gì mình nhìn thấy vậy nó là vậy. Sắp có hãng taxi mới, tính lấy hết xe, tính lấy hết đường, xe chạy hay sao mà ra hoài anh. Không có hãng nào nữa. Ủa taxi kiếm ăn được lắm gì ra hoài trời. Xe hơi giá rẻ dễ mua, người ta chạy ngoài đường nhiều hơn, kẹt xe đúng mà anh. Thì đúng cái ý của em mà đúng, nhưng mà mày dùng chữ xe hơi chạy đầy đường là láo. Đúng không? Vậy mày coi thường xe máy à? Mày coi thường xe ôm à? Vậy tại sao người ta đi taxi nhiều? Bây giờ anh chỉ ra nguyên nhân là nghèo không có tiền mua xe hơi mà chịu chưa? Ngồi đó cãi nè, ừ tại người ta đi tiệc, tao muốn đậu xe, sẽ mày sao nói như vậy? Mày chưa tới tầm đó đâu con. Đó, anh Di Đam là coi như rắn đập đầu đập cái bóp khỏi cãi luôn. Đúng không? Anh sống ở Việt Nam 40 năm, mày chưa bằng tao là mày cãi không nổi rồi đó. Anh hai con mẹt, mày cũng khỏi cãi luôn. Anh cũng từng đi bộ, từng đi xe ôm, từng đi xe máy, từng đi taxi. Hết cãi rồi vậy. Dâm đâu, hơi đâu tranh luận với mấy đứa con nít. Nên nói chuyện nó phải nói nhiều chiều. Góc này nó là như vậy, góc kia nó là như khác. Trước một sự việc phản ánh, giờ cho mày hai góc nhìn. Biết cái vụ cái video nào bà cô dạy tiếng Anh, bà dạy văn không? Bà cô bà đọc cái gì mà không biết nữa, anh coi ngang ngang, bà cô bà đọc cái gì đó. Xong đám trẻ trâu dưới nó chửi. Đó, bây giờ sự việc là nhìn hai chiều nhìn sao? Biết vụ đó không em? Nói về vụ cô giáo dạy văn đi anh, nói về vụ cô giáo dạy văn mấy thằng trẻ trâu với nó chửi là nó mất dạy rồi khỏi bàn. Ở góc độ đó là nó mất dạy. Thí dụ như nó chê thì được mà nó chửi là không được nha. Nó chê, ủa sao cô up video dở quá cô? Đúng, cái đó đúng. Đó là chiều. Cái chiều từ trên nhìn xuống là thấy tụi nó mất dạy. Đó là tội tụi nó là không thể nào bào chữa và không thể nào chối cãi, đúng chưa? Nhưng mà ở chiều ngược lại là bà cô có làm video dở thiệt. Tại vì sao? Tại vì đây là một cái nền tảng. Đúng không? Một cái nền tảng mà có một cái video nó dở về chất lượng thì đương nhiên khán giả người ta phản ứng. Không thể nào nói mày coi thì coi, không coi thì cút, không nói gì được. Mình đi trên một cái nền tảng thì nó phải tuân thủ những cái tiêu chuẩn cộng đồng. Hình ảnh, âm thanh, ánh sáng đồ, cái này là cái mặt hạn chế mặt kỹ thuật. Tất nhiên văn minh là khen là được. Ủa lộn, xin lỗi, chê thôi. Chất lượng video cô coi lại giùm con đi, không ơi cô tháo video xuống đi, úp lại giùm con đi nè, ok. Tới đó là đẹp. Còn mà đi chửi mấy cái màn mà từ ngữ tục tiểu là mất dạy. Bởi vì khi mà các em tham gia nền tảng mạng xã hội á, không up video thì thôi, tụi em up cái chuyện mà private tụi em thì kệ, mà tụi em up public ra ngoài đó thì phải là gì, trao chuốt này nọ kia. Tất cả những nền tảng mạng xã hội nó đều có khóa academy nó dạy làm mà. Thì lúc mà khi mà chúng ta up public đó thì bạn nó là một tiktoker rồi đó. Mà một tiktoker mà bạn up cái video đó là không thể nào chấp nhận như mặt kỹ thuật. Và chắc chắn là tiktok đó cũng khoái luôn. Cái này bạn nào làm tiktoker thì bạn sẽ hiểu ý tôi nói nhé. Góp ý cho cô đẹp nhất chê cũng được, không có gì là tội cả. Cái này bạn đang đứng trên góc độ tình cảm. Nhưng ví dụ như một sản phẩm làm không tốt thì bạn quyền chê, nhưng mà chê văn minh nó khác. Còn so gì bạn lên bằng chửi người ta là khác. Cô này dạy vì đam mê nên úp vậy cũng không, anh không nhìn góc độ đó. Cô dạy vì đam mê đó là chuyện cô úp lên public á, để cô chia sẻ, cô lan tỏa thì cô kêu con cô úp. Và cái chuyện con cô phải chịu trách nhiệm úp về chất lượng video đó. Thì anh nói là nói hai chiều mà. Còn giờ nếu mà nói như mày thôi, nói mẹ nó chiều cho rồi chứ nói gì nữa. Rồi giờ lên mạng gặp thằng nào chửi nó treo cổ hết xong. Rồi mày treo được nhiêu đứa. Cái đó không phải là cái cách mà em đang run một cái xã hội.
Trên một xã hội tốt là gì? Làm cho tội phạm nó ít, chứ không phải là đi kiếm thằng tội phạm bắt. Anh có nghĩ do nền giáo dục của mình kém hơn xưa không? Nói chung nó cũng nhìn góc độ đó thì phải phân tích nó nhiều góc đề, vấn đề nhiều khía cạnh lắm em. Thứ nhất là cái tính thực tiễn, học xong ra trường có làm được hay không. Thứ hai là cái phương pháp. Và thứ ba là nhiều khi thầy cô cũng bị cái dòng kim cô nữa. Thí dụ như anh dạy văn đi, tao thấy mày làm hay quá, tao muốn cho mày 10 điểm đó. Nhưng mà khổ một cái mày không có vô ba rem. Ai dám mày? Thương mày thương thiệt, có tao thương tao nữa chứ. Nó có những cái thế mấy em, thông cảm nhau sống thôi. Rồi thêm cái đầu vào giáo dục thấp nữa, nói ra tự ái bị thế nào cũng bị cử à. Nhưng mà bạn phải thừa nhận rằng cái điểm thi đầu vào ngành sư phạm thấp hơn những ngành khác. Cãi tôi chịu. Bao nhiêu ngành lấy 28, 29 qua bên khó ngành sư phạm tự nhiên lấy khác liền. Từ đó nhìn rồi xong rồi tới đồng lương nữa. Điểm y Hà Nội em cũng thấp, y mà thấp hả mày? Góc nhìn anh cũng đa chiều. Góc nhìn là góc nhìn công bằng cho tất cả. Nhìn nhận một sự việc thì nó phải công bằng cho tất cả. Thì mình mới có thể đi cao và đi xa, mình mới có danh vọng được mấy. Sống trên đời danh vọng nó quan trọng giống như tiền vậy đó. Em có nhu cầu sử dụng xe, định tìm hiểu mẹt mà tham khảo đều nói bảo hành mấy chục triệu đúng không anh? Bảo trì mấy chục triệu là không có đúng. Hư cái gì sửa cái đó. Bảo trì đi vô hãng thì cái công bảo trì thay nhớt thay nhũng là 5 triệu thôi à. Thay nhớt thay nhũng mấy bộ lông con tái hút bụi đồ 5 triệu. Còn em đi gara sợ nó làm free luôn. Thùng nhớt nhiêu lấy nhiêu tiền thôi. Còn em hư cái gì làm thay cái đó. Cái gì nó cũng có giá của nó thôi mày ơi. Đồ mắt thì nó bảo vệ cái mạng cho em. Còn đồ cùi bắp thì cái mạng đi chung. Không phải tự nhiên mà nó như vậy. Chơi mạc thì rất là đẳng cấp. Nhưng mà tốn tiền là chuyện đương nhiên. Cái vỏ của nó cũng phải mắc hơn vỏ người ta nữa. Nó xài đúng số đồ. Michelin đàng hoàng. Thay mấy cái vỏ cùi cùi kia vô là không được. Được thì được đó, nhưng mà nó không xứng. Cái la răng đồ mắc nữa. Đụng vô cặp đèn của nó thấy cảnh. Nói chung em chơi mạc C được rồi. Thuyên thiệt. Em chơi con mạc E là bền vĩnh cửu luôn á. Chơi tới mạc S là thốn, đừng chơi mạc S chứ không. Mà tầm mày chắc chơi chưa tới đâu. Mạc C là được mấy em. Đúng rồi anh, em đi ra đi mạc C mà nghe hù quá nên hơi rén. Ủa hù cái móc gì? Mình chơi mạc nghe mấy anh Camry hù hả? Thí dụ như cái xe mạc á, em đi vô hãng á thì nó mắc thiệt. Còn bảo hành thì đi hãng. Còn hết bảo hành thì tự kiếm đường binh đi nha mày. Nhưng mà ngược lại á, mạc á, xe máy đụng không bị gì hết á. Còn em đi mấy xe khác á, bị đụng một phát một chắc đi hút móp rồi đi nắng lại rồi tùm lum tùm lưa hết. Anh chạy mẹt nè, anh bị xe máy đụng quả gì? Xe máy đụng nằm một đống luôn, xe anh chắc chạy đường xíu. Ví dụ xe ôm quẹt trúng Rolls Royce thì đền bán nhà luôn hả anh? Ôi mẹ, thằng đó nó chọn ở tù. Đã là xe ôm hàng tháng kiếm được nhiều, mà tại sao mắc cơ thì phải bán nhà đền Rolls Royce? Cái story này ai làm? Lúc đó cái nhà sang tên con vợ từ mặt con chồng. Chuyện nó làm nó chịu, tao không biết mày. Rồi xong ok, ra tòa kiện này đúng không? Thằng nó nói vợ em homeless, em chấp nhận ở tù. Rồi bảo hiểm đền cho xe Rolls Royce về cả làng. Không ai làm chuyện đi bán nhà đền xe Rolls Royce hết bố. Mấy bố đưa mấy case study vui thiệt chứ. Nay có vụ phơi lúa giữa đường, xe con chạy vướng bốc cháy dữ dội. Người phơi lúa có đền bù không anh? Bỏ tay. Cái vụ đó anh đi ở ngoài miền quê thấy hoài. Cái chuyện đó nó gọi là nó thể hiện một cái gì đó, nó xã hội nó thấp kiểu gì khó chịu lắm em. Ức chế lắm. Nói chung là em đừng có bàn mấy chuyện ngoài đường nha. Em bàn mấy chuyện ngoài đường là cả một rừng ức chế. Mấy em thấy xe rác đi 5 giờ chiều chưa? Rồi quét rác lúc 7 giờ tối. Rồi cái xe taxi không chở ai chạy 20 km/h. Nói ra cái tụi nó kêu không người trồng lúa lấy gì mà ăn. Kêu nó ra ngoài chú công an mà nói câu đó. Bà Stormy Daniel chắc học binh pháp tôn tử chơi chiêu. Nói với ông Trump ôm bả nhớ Ivanka Trump cao cờ thiệt. Có thằng kia nó vô nó binh, mày đọc comment nó chưa? Em vô cái clip đó, em vô reel trên Duy Nguyễn Tích Xanh đó. Có thằng nó vô nó binh mắc cười đó mấy em. Mấy em đọc comment nó đi, mấy em vô trả lời nó cho vui coi. Giờ nào cầm hai phone nó vô đọc thử đi. Ở trong có reel á. Tình hình cụ Trâm ổn không anh? Giờ cụ Trâm giống như chơi bài cào vậy đó mày ơi. Thiệt á, không biết đường mà nói luôn. Cụ Trâm bây giờ như giống đối với anh giống như chơi bài cào vậy đó. Tại vì có quá nhiều biến số. Bữa nay cụ Biden mới phạm một sai lầm chí tử nữa kìa. Là cụ bị cụ Trâm dụ cụ Biden nhận ra thách đấu. Nhưng mà riêng mạng gì cũng còn biết thách đấu không lại đâu. Tại vì cụ Trâm bị ca lâm. Ôi lộn, xin lỗi, cụ Biden bị ca lâm mà thách đấu cái gì? Ông Trâm cũng chọt hoài à. Nói cuộc đời tôi chưa đấu với người nào mà một câu hoàn chỉnh nó cũng được, không được. Cái mày nói cái gì? Mày nói lại coi. Đó, chọc hoài à. Cái nhất, cái thứ hai nữa là cụ Biden mới chặn chính sách mà gọi là viện trợ thần tốc cho Israel. Chọc vô nỗi giận của người Cộng Hòa nữa. Khổ lắm em. Thế giờ nó rối nùi.
Biden không phân bua với bại tướng. Thật ra cụ Biden nói câu này anh không có đồng ý nha. Tại vì hồi cái mùa tranh cử năm rồi đâu biết ai bại tướng đâu, sao cụ Biden nói vậy được. Cái debate nó khác, còn kết quả bầu cử nó khác. Thí dụ như kết quả bầu cử cụ Biden nói là cụ Trump là bại tướng là đúng. Nhưng mà cái vụ debate đó thì cụ Biden có ăn đâu. Lượt view cụ Trump cao hơn, fan cụ Trump đông hơn mà. Thì nên cụ Biden có chê chữ cho này không đúng rồi. À, anh nghĩ sao về việc về về việc bên Mỹ cho phép dùng súng, giờ phụ huynh có con đi học ở trường toàn sợ. Ở Mỹ nó sợ quá, Trung Quốc nó qua nó du học giùm kìa. Bởi vậy Trung Quốc là anh hùng của thế giới đó các bạn. Sợ trẻ em bên Mỹ đi học bị xả súng đai nên giờ trẻ em bên Trung Quốc qua đi du học giùm. Nhưng mà lâu lâu cũng xui một đứa nha mấy em. Lâu lâu cũng xui một đứa. Mấy em muốn muốn nghe kể chuyện đôi nhỏ đứa nó xui không? Chắc Nga không ngờ có lúc phải chịu chiếu dưới tivi thời thế không ơi. Nga mất mất đi đại thế rồi, đại thế thiên hạ giờ không còn nữa. Ông hiểu không? Mất Kinh Châu là mất đại thế đó, mất đại thế thiên hạ rồi. Thời thời China tới rồi mấy, tới trong cái bàn cờ này thôi nha, chứ không phải tới ngoài kia nha. TV vừa công bố chương trình cho vay trị giá khoảng 41 tỷ đô để xử lý các tài khoản chưa bán được. Ờ vậy hả? Ủa mày có mua đĩa gì vậy cho anh không? Mày về chưa? Nói chung bây giờ TV đang đau đầu trong bài toán bất động sản và đang tìm đủ mọi cách để cứu bất động sản, mà cứu không xong là TV đi luôn. Mỹ giờ cho thằng Nhật thành lập quân đội có mạnh hơn Trung không anh? Không cần thằng Mỹ cho, đó chuyện của Nhật tự nó lo. Cái chuyện thằng Mỹ nó kiểm soát hồi xưa thôi. Còn mấy năm nay em thấy kiểm soát gì cùng lắm. Thế nếu mà có là đi đêm với nhau thôi, nói chuyện thôi. Mà giờ Nhật với Mỹ á, lỡ nó có xung đột, mày lập thoải mái đi, lập kiểu gì qua được tao. Có Trung Quốc ghét thì ghét thiệt đó, Hàn Quốc nữa. Nói chung á, khu đó nếu mà Mỹ, Nhật thành lập quân đội mạnh lên, mà quân đội mà nói chung là thay đổi hiến pháp rồi là sợ rồi, nói là giờ tao có quyền tao xách quân đi viễn chinh, nghe là rung liền. Lúc đó là ai ai ghét nhất? Triều Tiên ghét nhất, Trung Quốc ghét hai, Hàn Quốc ghét ba. Bà Yellen hối thúc G7 đóng dùng tiền tài sản lãi tài sản đó Nga đóng băng viện trợ cho Ukraine, cũng mong đó sớm sớm thì cho vui. Bữa nay hôm nay có một tin, nói chung là Nga áp đảo ở mặt trận Kharkov, chiếm được mấy ngôi làng không có dân, nhưng mà đổi ngược lại là đi nguyên một cái gì đó, nguyên một cái binh đoàn xe tăng gì đó, đi nguyên binh đoàn luôn. Rồi thêm một cái nữa là Ukraine quất nát căn cứ không quân của Nga bên Crimea luôn, cháy 3 ngày 3 đêm chưa dập lửa luôn. Bữa nay là cái hãng mà gọi là chuyên gia chụp hình trộm của Mỹ đó, tên là Maxang hay Maxang gì đó, nó chụp hình được là nó là hư 3 chiếc máy bay trong đó đó, Su-27 rồi gọi gì MiG gì lum 39 31 gì đó, quá trời luôn. Mà cô bạn thấy không, bạn thấy cú này Nga hiền đúng không? Ngày xưa Nga nói là gì, mày thọt giò qua Crimea là tao phóng nấm mày liền, mà cả năm nay là Ukraine thọt chắc mấy chục lần rồi đó chứ không phải một lần đâu. Mày đụng tới cầu Crimea tao cũng hốt mày, mày đụng tới cầu Kerch tao cũng hốt mày luôn, xong rồi cái cầu Kerch nó cũng sập một nhịp luôn. Mày mà đụng tới nước mày mà đụng đụng tới Nga, đụng tới lãnh thổ phía trong á, inland của Nga là tao bập mày hay nấm nữa. Xong rồi công nhận Ukraine dạo này vuốt râu hùm á, Ukraine dạo này vuốt vuốt râu hùm nó vô lãnh thổ tao làm hoài luôn. Sao Nga chưa gửi bút chì qua Ukraine vậy anh? Đợi mà viết email nhắc đó. Bây giờ em viết email mà bằng tiếng Việt xong em lên Google dịch, em dịch qua tiếng Nga em gửi. Đố mấy em gửi cho ai?